thất bên trong của sản phẩm. Nó thuộc dạng siêu mới anh em ạ. Con âm ly này tổng thể của nó còn rất nuột, cả hình thức bên ngoài lẫn bên trong. Bãi zin tuyệt đối. Nó chạy xem nào. 2, 4, 6, 8, 10 con sò than anh em nhé. 10 con. Vỉ kính quang luôn. Yamaha. Và anh em có thể ghép vang và hát karaoke nhẹ nhàng với sản phẩm này. 4220Q, 180W, 100V, đánh một đôi loa chỉnh, giải mã tín hiệu đường quang qua DVD. Vừa tiền, nhiều tính năng hiện đại, vừa lại khỏe hay. Đó là những thứ mà con âm ly này nó có được. Khi nghe nhạc, mình sẽ để chế độ sitter, bấm vào nút này để chế độ sitter. Còn chỉnh bát chép bằng nút vặn cơ. Đường vào mình để chế độ auto, nghĩa tự động đường quang, hoặc analog để chế độ auto nó sẽ tự nhận. AX430 zin tuyệt đối, âm ly giải mã 3 triệu Việt Nam đồng, có thể ghép vang hát karaoke nhẹ nhàng. Đây là tín hiệu đường vào, chuyển sang radio này, chuyển sang đường quang này. Tôi ước một hôm lại về miền Trung qua chợ Đông để thấy người. Đây là các tín hiệu đường vào, anh em cắm đường nào thì bấm nó gạch chân ở bên dưới đường đó. Tôi sẽ cho một đoạn nhạc có tiếng bass, tiếng rất to, rõ, tròn. Giá lại chỉ có 3 triệu, lại zin tuyệt đối. Nhạc liên khúc, nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc gì cũng chơi.
test full phục vụ các bác. Các bác đợi vài giây rồi lại đậy lại nắp vào. Tất cả những sản phẩm bán tại Minh Đông thì đều có bao test các bác 2 tuần với điều kiện anh em sử dụng đúng cách và cắm đúng nguồn điện. Những cái đồ điện tử này nó sử dụng đúng cách thì nó sẽ rất bền. Nó rất bền luôn anh em nha. Đấy là tổng thể sản phẩm. Vuông vức cứng cáp. Tổng thể rất đẹp luôn. Xước sát là có nhưng tổng thể của nó đồng đều. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.